Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Chúng ta sẽ làm những câu tiếp theo nhé. Câu số 11, Kiko, nghĩa là khí hậu. Thứ nhất này, Nihon no fuyu no kiko wa totemo hikui. Câu này sai. Đúng phải là kion, nhiệt độ. Câu thứ hai này, Yasumi no hi wa ii kiko da to ii desu ne. Câu này cũng sai. Phải là tenki, thời tiết. Câu thứ ba này, この地方は一年中暖かい気候で住みやすい。Nghĩa là ở cái vùng này thì quanh năm ấm áp, rất là dễ sống. Đúng không nhỉ? Câu thứ tư này, 今年は天候が悪かったので野菜の値段が高くなった。Câu này cũng sai. Đáp án đúng phải là tên cổ, thời tiết. Các bạn nhìn câu thứ hai và câu thứ tư nhé. Đều là thời tiết đúng không? Nhưng mà tên kỵ là chỉ để thời tiết trong khoảng thời gian ngắn trong ngày. Còn tên cổ là thời tiết của một mùa hoặc là của một năm. Vậy đáp án đúng của câu này là đáp án 3. Tiếp theo, fugogaku, nghĩa là không đỗ, trượt. Và cách kết hợp của từ này thì người ta thường hay nói fugogaku ni naru hoặc fugogaku da. Nên câu số 1 là fugogaku shita là sai. Câu số 2, fugogaku o moratte cũng sai. Câu thứ 4 này, fugogaku ga kita cũng sai. Vậy đáp án đúng là đáp án 3. Ichiban ikitakatta daigaku wa fugogaku datta. Quá là đơn giản đúng không mọi người? Tiếp theo câu số 13. Hatsume nghĩa là phát minh. Câu thứ nhất này, Denwa o hatsume shita no wa dare ka shite imasu ka? Người đã phát minh ra điện thoại là ai? Các bạn có biết không? Câu thứ hai này, Atarashii hoshi o hatsume shite jibun no namae o tsuketai. Sai, câu này phải là Hatken shite, phát hiện ra. Câu số 3, sai, câu này phải là Kaihatsu, phát triển. Câu thứ 4, Ninki shakka no atarashi sousetsu ga 5 nen buri ni hatsumei sareta. Câu này cũng sai, phải là 5 nen buri ni hatpyo sareta. Câu số 14 này, Yumoa. Người ta hay nói là Yumoa garu, nghĩa là có khiếu hài hước hoặc có sự hài hước. Câu thứ nhất sai đúng không? Không nói là Yumoa o suru. Tương tự câu thứ hai cũng thế, Yumoa ga oki, sai. Câu thứ tư cũng vậy, Yumoa na e cũng sai. Vậy đáp án đúng là đáp án 3 đúng không? 3 này, Sensei no hanashi wa itsumo yumoa ga atte omoshiroi. Dịch là câu chuyện của cô giáo thì lúc nào cũng có sự hài hước, rất là thú vị. Câu số 15 cũng là câu cuối cùng trong clip này. Imeji là hình ảnh. Nhưng hình ảnh ở đây không phải là hình ảnh mà mình chụp một khoảnh khắc nào đấy, hay là hình ảnh mình trực tiếp nhìn thấy, mà hình ảnh này là hình ảnh hiện lên trong đầu mình khi mình nghĩ đến một sự vật hiện tượng nào đấy. Và hình ảnh này thường mang một phần đặc trưng của sự vật hiện tượng đó. Các bạn nhớ nhé. Vậy câu 1, Kyo wa watashi no hairstyle no imeji wa dou desu ka? Sai đúng không? Mình nhìn thấy rồi thì không dùng imeji ở đây. Câu thứ 2, Atarashii kikaku no imeji wa nakanaka omoitsukanai. Trong trường hợp này thì nên dùng là idea, ý tưởng cho kế hoạch mới. Câu thứ 3 này, Anata ni totte Nihon no imeji wa dou desu ka? Đối với bạn thì hình ảnh về Nhật Bản như thế nào? Câu thứ 4 này, Ano mise ni mochiro ikitai ga baso no imeji wa nai. Câu này cũng sai. Câu này nên nói là Baso ga omoidasenai. Clip hôm nay của mình kết thúc tại đây. Rất mong được gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.